Vâng, xin chào tất cả bác. Thưa bác, hôm nay Quân tiếp tục giới thiệu cho bác về một cái bài thuốc chữa bệnh quai bị. Thưa bác, là cái bệnh quai bị này thường xảy ra đối với trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Đây là cái bệnh truyền nhiễm cấp tính các bác nhé. Cái bệnh quai bị này thì nó có thể để lại cái những cái biến chứng rất nguy hiểm. Đó, trong đó có biến chứng viêm màng não và biến chứng viêm tinh hoàn hoặc là viêm buồng trứng dẫn đến vô sinh. Thực sự là cái bệnh quai bị này rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu các bác biết cách điều trị trong cái lúc mà trẻ bị cái bệnh này thì nó cũng không để lại những cái biến chứng nguy hiểm đâu. Và khi trẻ bị quai bị này thì cái việc đầu tiên các bác đó là bình tĩnh và xử lý theo những cái hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa, và có thể kết hợp thêm những cái bài thuốc nam. Và hôm nay Quân muốn chia sẻ với các bác đó là những cái bài thuốc nam bằng những cái cây thuốc rất đơn giản trong vườn nhà, có thể là giảm rất nhiều, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm. Thưa bác, ở giữa màn hình đấy, Quân đã đặt máy ở đây. Cái vị trí này là cái vị trí của cây thuốc đầu tiên Quân muốn giới thiệu với các bác. Chúng ta hãy tìm hiểu xem cái cây thuốc đấy là cây thuốc gì các bác nhá. Đây các bác, nó có hoa màu trắng này các bác. Hoa màu trắng. Và đến cái mùa này, bây giờ đang là tháng 8 âm lịch các bác, nó đang ra quả này các bác, đang đậu quả này. Cái thời điểm này quay về cây này rất là hợp lý các bác. Quân chọn thời điểm đúng cái thời điểm mà cây vừa có hoa này vừa có quả các bác nhé. Có bác nào biết cái tên cái cây này cái gì không ạ? Quân sẽ quay đến bộ phận khác của cái cây này. Đây thân các bác. Đây. Đây thực chất đây là cái cuống hoa các bác, nó rất là dài. Đây là lá các bác. Lá của cây. Đây các bác. Nó lẫn một chút cây dương xỉ này các bác. Quân bỏ cây dương xỉ ra. Quân sẽ đặt máy quay sang đây, giới thiệu cho bác về cây này. Đây các bác, Quân vừa đi nhổ được cái cây này ở bụi bên kia đấy. Chỗ này nó vướng cái tảng đá, có hòn đá này nó rất là khó nhổ. Các bác nhìn thấy củ nó giống cái củ gì ạ? Nó rất giống cái củ hành các bác. Đây. Thưa bác, đây chính là cái hẹ các bác nhé. Cái hẹ, cái lá, cái củ nó này các bác. Củ nó rất giống cái củ hành. Đấy, củ và cái thân nó ấy rất giống với cái hành ấy. Tuy nhiên cái lá của nó đây các bác, cái lá của nó thì nó lại không giống như lá hành đâu. Lá ở đây các bác này. Đấy. Cái lá này thì nó không có rỗng bên trong đâu các bác. Đấy, nó không rỗng bên trong giống như là lá hành đâu. Đây. Cây lá này nó giống cái lá của cây tóc tiên các bác. Cái cây hoa người ta làm cảnh ấy. Cây lá nó bẹt. Nó dẹt, dạng dẹt. Và nó dài khoảng 20-25cm. Đây lá đây. Nó không có ống giống như là lá hành đâu các bác nhá. Cái hẹ này nó cái mùi thơm của cái hẹ này thì nó giống như là mùi hành và mùi tỏi. Tức là cái mùi nó trung tính giữa mùi hành và mùi tỏi các bác ạ. Cái mùi rất là đặc trưng. Đấy thưa các bác, đây chính là cái hình ảnh về lá này. Rồi hoa này. Đấy, quả này. Đấy, quả cái hẹ đấy các bác. Chính là quả đấy ạ. Và củ nữa. Đây, củ đây ạ. Củ cái hẹ đây.
Đấy, cổ cây hẹ. Đây là chính là cái vị thuốc đầu tiên trong bài thuốc mà Quân muốn giới thiệu với các bác trong ngày hôm nay. Thì cái bài thuốc này gồm có những thành phần như sau. Thứ nhất là cái lá hẹ các bác chuẩn bị là 40g. Thứ hai là lá rau, cây rau răm ấy, là 40g. Tiếp theo là lá của cây húng chó 50g. Một hạt gấc, cái gấc và ăn quả ấy, quả gấc ấy các bác chuẩn bị một hạt. Và 3 tép tỏi. Đó. Thì những cái thành phần này là chúng ta sẽ rửa sạch, phơi khô, giã thật nhỏ thành bột. Đấy, và để dùng dần. Khi nào mà trẻ em bị quay bị thì các bác lấy một thìa cái bột này, một thìa bột này hồ với nước sôi để cho nó thành cái dạng sệt ấy. Các bác đắp lên cái chỗ bị sưng ấy ở mang tai của trẻ. Một thìa nữa thì các bác cho thìa, một thìa nhỏ nữa thì các bác cho trẻ ngậm. Đấy. Thì cái bài thuốc này rất là hay. Thưa các bác, cái bài thuốc đầu tiên con muốn giới thiệu các bác đó là cái bài thuốc có cái lá hẹ này. Như con đã nói ấy, là 40g lá hẹ, 40g lá rau răm, 50g lá húng chó, và một hạt gấc và 3 tép tỏi. Đấy là những cái vị thuốc rất gần gũi và rất là dễ kiếm. Tuy nhiên thì có một cái vị đó là vị cây hẹ này các bác. Cây hẹ này nhiều nơi, con để ý là nhiều nơi không có cây hẹ đâu. Nếu trong trường hợp không có cây hẹ này thì các bác có thể dùng cái bài thuốc thứ hai. Cái bài thuốc thứ hai này thì gồm những cái vị như sau. Thứ nhất đó là cây rẻ quạt. Đây các bác, đây chính là hình ảnh cây rẻ quạt đấy ạ. Đấy, cây rẻ quạt này, cái lá này chữa viêm họng rất tốt. Tuy nhiên với cái bài bị quay bị này thì các bác dùng rễ cho Quân nhé. Các bác đào cho Quân 10g rễ cây rẻ quạt. 10g rễ cây rẻ quạt này các bác sắc với 3 bát nước, sắc nhỏ lửa, còn 2 bát. Đấy, và cho bệnh nhân uống ngày 2 lần, tức là mỗi một lần là 1 bát đấy. Thì cái rẻ quạt rất là tốt. Mà các bác nhớ là đào rễ nhé, rửa sạch, sau đó là sắc với 3 bát nước, đào 10g các bác nhá. Vâng thưa các bác, đấy là những cái bài, đấy là cái vị đầu tiên. Tức là cái khi chúng ta, khi có bệnh nhân bị quay bị là cái thuốc để uống ấy thì là dùng cái rễ cái rẻ quạt này các bác nhá. Còn đắp bên ngoài, đắp bên ngoài thì nếu trong cái trường hợp mà các bác không có cái hẹ này thì bác có thể dùng 3 vị thuốc như sau. Thứ nhất là lá của cây na. Thứ hai là lá của cây cà độc dược ấy các bác. Đấy. Thứ ba là lá của cây gấc. Quân sẽ chèn hình ảnh của lá cây gấc cho bác xem. Chúng ta hãy đi ra cái vườn bên cạnh này các bác. Đây là cái quả gấc các bác. Quả gấc này thì bây giờ là đang tháng 8 âm lịch, nó vẫn chưa chín đâu các bác. Phải đến tháng 9 hoặc là tháng 10. Tháng 9 và tháng 10 đó là cái thời gian mà cái quả gấc này nó đổi từ màu xanh này sang cái màu vàng, sau đó là nó hơi hồng hồng một chút và nó chuyển sang màu đỏ. Đấy là cái lúc nó quả gấc nó chín các bác. Đấy, cái cây gấc này thường nó leo lên những cái cây khác. Đây này các bác, ví dụ cây xoài này đây. Đấy, cái xoài đây, hoặc là sang cái cây khế này bên này các bác. Lá đây ạ. Đây các bác, là lá cây gấc nó xẻ như này đây các bác. Đây lá già của nó, đây con đưa đây, đưa máy đây các bác nhìn rõ này. Đấy, cái lá cây gấc nhá các bác nhá. Đây các bác, đây cây gấc thì các bác ai chắc ai cũng biết rồi. Quân cũng không giới thiệu nhiều về đặc điểm tự nhiên của cây gấc nữa, mà Quân muốn nói với các bác như này. Cái lá của cây gấc này cũng là một vị thuốc các bác nhé. Đấy, cái lá đây các bác này, cái dây ở đây. Đấy,
lá đây. Thì khi có bệnh nhân, có người thân bị quai bị thì cái việc đầu tiên các bác đó là các bác hái cho Quân một nắm lá của cây gấc này các bác nhé. Đây, hái những lá này. Đây các bác này. Đấy, các bác chuẩn bị cho Quân là mỗi một vị, tức là lá của cây na này, lá cây gấc này, lá của cây cà độc dược này, mỗi một vị là một nắm. Các bác giã thật nhuyễn, thật nhỏ và đem đắp vào cái nơi bị sưng ở bên mang tai ấy, để kết hợp uống với cái nước sắc của lá, nước sắc của rễ cây xạ can này, rễ cây rẻ quạt này, thì cũng làm giảm cái triệu chứng đau, sưng đau và nó giảm cái nguy cơ biến chứng của cái bệnh quai bị rất là tốt. Thưa các bác, là hôm nay Quân có một cái video rất ngắn để giới thiệu các bác về những vị thuốc trong cái trường hợp bị trẻ bị quai bị. Thì các bác lưu ý là trong mỗi trường hợp, trong từng trường hợp cụ thể thì các bác có thể là áp dụng những bài thuốc này khác nhau. Có những trường hợp ví dụ như là không có cây hẹ, không có lá xạ can, cây rẻ quạt và không có cây cà độc dược, các bác có thể dùng cái hạt của quả gấc đấy, các bác nướng đi và bóc cái vỏ bên ngoài đi, cái thịt hạt đấy khi nướng rồi các bác trà với rượu hoặc là trà với giấm, đem bôi vào cái nơi sưng tấy đấy cũng rất là tốt trong cái trường hợp là bị quai bị đấy. Thưa bác, là khi bị quai bị các bác ngoài cái việc là thăm khám ở các cơ sở y tế ra, dùng các thuốc tây, thuốc tiêu viêm, cái thuốc kháng sinh gì đó của Tây ý, thì ngoài ra các bác có thể là kết hợp những cái cây thuốc rất là gần gũi ở vườn nhà. Trong đó là có cái cây, một là cây hẹ này, hai là cây rẻ quạt, và thứ ba đó là cây gấc các bác nhé. Các bác nhớ trong cái trường hợp bị quai bị thì các bác đầu tiên là các bác nhớ đến cái cây là cây gấc, bởi vì cái hạt gấc cũng thể dùng được và lá gấc cũng thể dùng được đấy. Thì tất cả cách dùng như nào Quân đã trình bày trong cái video này. Ngoài ra, một cái lưu ý các bác, trong trường hợp bị quai bị các bác lưu ý là không cho trẻ chạy nhảy, ra gió, không cho trẻ hoạt động mạnh và không cho trẻ tắm nước lạnh, và kiêng ăn những cái chất tanh ví dụ như cá, rồi thịt trâu, thịt bò, đó, mắm tôm, tất cả những cái thức ăn tanh đấy các bác tuyệt đối kiêng. Các bác nên cho trẻ ăn cháo đậu xanh, cháo cái đỗ xanh ấy, nó có tính mát và giải độc rất là tốt, hoặc là nấu canh ngọn ớt đấy, cái ngọn ớt mà trong video giới thiệu về cái bài thuốc chữa rắn cắn ấy, thì Quân đã nói với các bác là cái ngọn ớt mà nấu canh thì rất là ngon. Ngoài ra nó cũng là một cái bài thuốc rất là hay. Thì trong cái trường hợp mà trẻ bị quai bị thì các bác có thể nấu canh ngọn ớt cho trẻ trẻ ăn. Đây là hai cái cách chữa bệnh quai bị mà Quân muốn giới thiệu cho các bác. Thì thưa bác, như này, tất cả những cái bài thuốc Quân giới thiệu cho các bác, đặc biệt là những bài thuốc liên quan đến trẻ em, thì các bác khi sử dụng các bác phải xin ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa để chúng ta có cái biện pháp kết hợp giữa đông và tây y điều trị bệnh cho trẻ là tốt nhất. Thì cái bài thuốc, hai bài thuốc này cũng khá đơn giản, chủ yếu là các vị thuốc trong vườn nhà. Thì Quân cũng muốn chia sẻ cho các bác để trong trường hợp gia đình có người thân bị những trường hợp như vậy thì các bác có thể sử dụng. Sau video này các bác hãy có những bài thuốc hay có thể điều trị được trong trường hợp bị quai bị, những cái bài thuốc trong dân gian rồi, hoặc là những kinh nghiệm điều trị quai bị, thì các bác có thể là comment bình luận xuống phía dưới video này giúp Quân nhá. Sau video này các bác nhớ đăng ký kênh YouTube của Quân để tiếp tục ủng hộ cho Quân có những cái video giới thiệu những cây thuốc hay, những cái bài thuốc trong dân gian được sử dụng hiệu quả, và Quân muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bác đã theo dõi và xin chúc các bác có sức khỏe dồi dào. Xin chào các bác.